Dấu thanh trong tiếng Việt. Các con thân mến, tiếng Việt của mình có tất cả 6 dấu thanh. Một là thanh ngang, hay còn gọi là thanh bằng. Hai là thanh huyền, đọc là huyền. Ba là thanh sắc, đọc là sắc. Bốn là thanh hỏi, đọc là hỏi. Năm là thanh ngã, đọc là ngã. Sáu là thanh nặng, đọc là nặng. A A huyền à, A sắc á, A hỏi ả, A ngã ả, A nặng. Ví dụ về thanh ngang. Con chim. Con chim. Con sâu. Con sâu. Con voi. Con voi. Con cua. Con cua. Ví dụ về thanh huyền. Bờ a ba huyền bò. Con bò. G a ga huyền gà. Con gà. C a co huyền cò. Con cò. M eo meo huyền mèo. Con mèo. Ví dụ về thanh sắc. Ch a cho sắc chó. Con chó. G âu gâu sắc gấu. Con gấu. Cờ ao ca sắc cáo. Con cáo. Sờ ốc sóc sắc sóc. Con sóc. Ví dụ về thanh hỏi. Thờ a tha hỏi thỏ. Con thỏ. Hờ ô ho hỏi hổ. Con hổ. Khờ y khi hỏi khỉ. Con khỉ. Quờ a qua hỏi quả. Quả lê. Ví dụ về thanh ngã. Ngờ ông ngông ngã ngỗng. Con ngỗng. Mờ a ma ngã mã. Hà mã. Gờ a go ngã gõ. Gõ kiến. Vờ ông vong ngã võng. Cái võng. Ví dụ về thanh nặng. Quờ a qua nặng quạ. Con quạ. Lờ ơn lơn nặng lợn. Con lợn. Ngờ ưa ngưa nặng ngựa. Con ngựa. Vờ ít vít nặng vịt. Con vịt. Hãy nhấn nút đăng ký hoặc subscribe để xem những video mới nhất của Thế Giới Trẻ Thơ.